Chào mọi người, hôm trước mình có đăng tải một cái clip để kêu gọi cho hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Thanh ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Anh này thì bị bệnh tiểu đường nặng, phải cắt cụt chi. Hoàn cảnh như anh kể là anh có vợ con, nhưng mà vợ con đã bỏ đi rồi, còn mẹ thì nghèo, mẹ bị lãng tai, lấy vé số là không có đủ tiền cho con viện phí. Phí hôm đó là khoảng 70 đến 80 triệu, bây giờ thì chắc là đã lên nhiều rồi. Anh này là ở Đồng Tháp lên Bình Dương để làm mướn. Thì sau khoảng một tuần kêu gọi thì cũng có một số mạnh thường quân đã giúp đỡ ảnh rồi. Và có một mạnh thường quân đã gửi cho mình số tiền nhỏ để mình gửi đến cho anh Thanh. Nó không có nhiều, nó chỉ là 2 triệu rưỡi thôi, nhưng mà giúp ảnh hỗ trợ được phần nào. Thì bên hôm nay là mình đã trao tiền cho ảnh nha các bạn. Còn qua bây giờ anh được chuyển vô qua cái màn hình. Hay là phải cho nằm dạ, hôm nay là chuyển từ khoa ICU. Bao nhiêu lâu em? Chuyển từ ICU qua ngày. Bên đây được 2 hôm ngày hả chị? Hôm qua vẫn nằm dưới kia, nhưng mà hôm qua giờ cứ diễn biến liên tục, cho nên là cứ phải cho nằm ở đây để tiện theo dõi, với lại những cái có đẩy hồi sức đó còn. Thôi mình vô phòng bệnh. À vô đi bà. Em dậy không? À, hôm nay là anh Thanh cảm thấy như thế nào rồi anh? So với hôm trước là cái mình ăn uống đồ được nhiều hơn không? Rồi cái chân của anh còn đau không anh? Đau nhiều không? Không còn đau. Là coi như là bữa giờ bác sĩ điều trị cho mình sao hả? Cũng bình thường. Hôm nay là có anh thường quân họ gửi cho anh ít tiền, cho nên là em đến em thay mặt họ em trao giúp cho họ với anh á, cũng mong là mình có động lực để mình lo chữa bệnh nha. Bà nghe rõ không bà? Nghe rõ không? Ý là hôm nay là có mạnh thường quân họ muốn giúp đỡ mình một ít tiền để lo viện phí á, cho nên là con đến con thay mặt hỗ trợ gia đình nha. Bà chắc nghe không rõ ha? Không rõ. Thôi chắc anh xin phép anh gửi số tiền. Tiền thì khoảng của chỉ được 2,5 triệu thôi, nhưng mà chắc là cũng hỗ trợ được, giúp được phần nào cho mình. Bữa giờ là viện phí bao nhiêu em biết không? Không. Nhưng mà thấy cậu là khỏe hơn chưa? Có khỏe, nhưng mà lâu lâu bị giật. Bị giật là sao? Nóng quá, mình hỏi lắm mình không đau. Rồi bây giờ là mình ở trên kia là bác sĩ điều trị làm sao em? Ở trên kia thì cũng bình thường. Nhà mình có lên hỗ trợ không? Có ai lên hỗ trợ với phụ nuôi cậu không? Phụ nuôi cậu thì có 2 bà cháu, bữa giờ tới giờ luôn. Nằm bữa giờ là được bao nhiêu ngày ta? Gần 2 tháng. Gần 2 tháng. Rồi bữa giờ chuyện ăn uống của mình sao? Là cơm nhà dở lên ăn hả? Còn ngủ đâu? Bác sĩ có nói chuyện nào mới được xuất viện không? Rồi ở dưới nhà trọ là bữa giờ chủ trọ có réo đóng tiền này kia được không? Không, trả trọ. Trả trọ luôn hả? Trả trò là mốt về rồi ở đâu? Anh mệt hả?
Nhưng mà cậu ăn cháo đâu được không? Dạ được. Ăn cháo với dạng ngủ. Mấy thử rồi ăn được. Thì cho anh ăn cháo anh ăn được nhiều không bà? Ăn được nhiều cháo không? Ăn 4 năm muỗng cháo, 4 năm muỗng. Nãy chú Phan muỗng ăn cái muốn nói. Bớt nhất nợ nè. Mệt, anh mệt ha. À, sau khi mà được anh hỗ trợ vậy, anh có muốn gửi lời gì đến Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em. Thì em hết bệnh rồi em về. Về anh sẽ định làm gì sau khi mà về? Về nhà. Em có làm gì được bây giờ anh? Nhà là mình cũng muốn trọ lại chỗ cũ mình ở ha anh? Chắc như vậy đó. Hay là về quê? Không muốn trọ ở đâu. Bà là mình về là mình sẽ đi tiếp tục đi bán vé số lại ha bà? À bà không nghe rõ hả? Ý là rồi đấy là sau khi mà ảnh về nhà được á là mình lại đi bán vé số nữa hả? Ở Bình Dương chỗ chợ Đồng Hòa á. Không có bạc lớn á. Dạ chọn á. Thôi bà với ảnh giữ sức khỏe nha. Bà với anh giữ sức khỏe rồi lo chữa bệnh. Mình mua bảo hiểm cho ảnh rồi hả chị? Đúng rồi, mua rồi. Rồi bây giờ viện phí cỡ bao nhiêu rồi ta? Em chắc là lên hỏi trên phụ chị. Ừ, chị nói đi. Tại vì cái đó trên cũng là. Còn cái hồ sơ cũ, tại vì Thanh có hai hồ sơ. Thì hồ sơ cũ hiện tại đang còn âm là 20 triệu. Nhưng hồ sơ mới tính đến hiện tại, hình như hôm vừa rồi trước khi lên hồi sức đó, thì chị hỏi là còn lại 6 triệu. 6 triệu. Tức ra là bữa giờ cũng được ủng hộ hả chị? Cũng có ủng hộ đúng không? Hôm vừa rồi làm tại khoa này luôn nè. Là có một người vô ủng hộ 10 triệu, 12 triệu. Vậy cũng mừng. Còn cái hồ sơ trước thì em không muốn cái nào? Hồ sơ trước thì là chết rồi, chị My báo chị là còn 20 triệu. Trước khi lên đây thì chị hỏi chị Biên là khoảng 6 triệu rồi. Vậy tổng là còn âm hai mấy triệu hả chị? 27 triệu. Cái này là hiện tại bây giờ, hiện tại ở đây nè. Ở hồ sơ này thì là 20 triệu 900 mà ứng 13 triệu 500. Còn là 7 triệu. À vậy là còn 7 triệu thôi đúng không? Hay là còn hai mấy? 20 mấy triệu. Tức là còn cái hồ sơ cũ đó hả? 27 triệu. Thì chị đây là đó là như này hôm nay vẫn chưa nhập thuốc. Là ngày hôm nay giống như sáng nay thì là chưa tính ngày hôm nay đúng không? Em canh khoảng một ngày là bao nhiêu tiền thuốc? Nếu vậy chị Mai chị tổng hợp giùm em cái tiền Mạnh Thường Quân ủng hộ bữa giờ, em lên thêm một cái bài phản hồi cho độc giả rồi tiếp tục kêu thêm thì chắc được. Chị tổng kết cho thứ ba tuần sau đi chứ tuần này tôi lưu vụ hết vậy. Chào mọi người, thì mình đã vừa trao số tiền 2 triệu rưỡi cho anh Nguyễn Văn Thanh. Theo bệnh viện thông báo thì hiện anh còn nợ khoảng 27 triệu.
và cái thời gian làm điều trị cũng còn là khá dài, mỗi ngày đóng thêm khoảng 300 ngàn nữa, cho nên là anh vẫn rất là cần sự hỗ trợ của mọi người. Anh hiện đang nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, đường Lê Văn Chí, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Mọi đóng góp của các bạn thì bạn có thể đến đây. Vậy thôi đi, để giao cho nó, giao cho em làm ha. Là nó bắt quá lý bệnh phòng công tác xã hội của bệnh viện. Cho nó xin. Ở cuối clip này thì mình sẽ ghi số điện thoại của bệnh nhân và số điện thoại, số tài khoản phòng công tác xã hội bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Thì các bạn không đến trực tiếp được thì các bạn có thể liên hệ với bệnh viện hoặc người nhà bệnh nhân để mà tìm cách giúp đỡ họ, giúp cho anh Thanh vượt qua cái giai đoạn khó khăn này, được sự rất cần sự hỗ trợ.